Dạ kính thưa cô chú anh chị và các bạn ạ, mấy hôm trước là Tisu nhận rất là nhiều cái lời yêu cầu của các cô chú anh chị và các bạn. Hôm nào thì Tisu quay lại giúp giùm con đường Đồng Khánh và con đường Gia Long ngày trước, và bây giờ đổi tên sang trên là đường Trần Phú và đường Nguyễn Huệ ạ. Thì bây giờ Tisu xin mời cả nhà mình sẽ đi hành trình cùng với Tisu thăm lại cái con đường xưa. Dạ thưa chú, con nhìn thấy chú đang đứng ở đây thì con chú cho con xin phép là hỏi một vài cái câu. Thì con đang nhìn thấy là trước mặt mình đây là đường Trần Phú này chú. Thì lúc trước là con đường này tên là con đường gì hả chú? Con đường này hồi xưa là đường Đồng Khánh. Dạ, đường Đồng Khánh. Dạ, còn ở hướng này lên là đường Trần Hưng Đạo. Dạ, đường Trần Hưng Đạo. Khúc này hồi xưa là đổ xuống dưới này. Dạ, là đường đường là Trần Quý Cáp. Trần Quý Cáp. Dạ. Bây giờ thành ra đường Trần Hưng Đạo, nhưng mà tới cái khúc với ngã ba chợ Mỹ Đại á. Dạ. Là từ đó đổ xuống bây giờ là đường Trần Quý Cáp. Dạ. Và bây giờ đổ từ đó từ dưới đó đổ lên đây là đường Trần Hưng Đạo rồi. Dạ. Thì mình đi bắt đầu từ đây là đường Đồng Khánh luôn ngày trước hả chú? Dạ. Đi đường Đồng Khánh. Rồi mình đi thẳng lên ngay chỗ cái ngã bảy thì mình sẽ gặp đường gì ngày trước ạ? Đường Gia Long. Dạ. Thì mình đi thẳng lên đó sẽ gặp được con đường Gia Long có cái cây bự. Dạ. Đó là dạ, đường Gia Long. Bây giờ đổi lại đường Nguyễn Huệ. Dạ, nhưng mà lúc trước có phải là đường một chiều giống như bây giờ không hả bác? Cái lúc trước cũng nó cũng một chiều à. Dạ. Nó chẳng thay đổi gì, đường đó là đường một chiều. Dạ. Bây giờ nhưng mà là lúc trước là mình kinh doanh á, có sầm út là con đường chính ở đây phải không ạ? Hay là có... Con đường chính là đường Trần Hưng Đạo, nhưng dạ, mà cái đường trên đường Gia Long á, dạ, là nó cũng sầm uất, nhưng mà hồi xưa là cái chợ hồi đó, cái thời đó hình như là cái thời của Pháp. Dạ. Pháp nó xây dựng cũng như ở đây vậy nè. Dạ. Đây là có cái đường có cái phố Nam Canh. Dạ. Phố đường Hàn Thuyên, bây giờ chú nhớ đường đây. Dạ. Có cái phố Nam Canh của thời Pháp thuộc nó xây. Dạ. Rồi tất cả những cái thành phố văn viết này nhiều nhà cũng có Pháp, hồi đó cái nhà này cũng có Pháp xây. Dạ. Nhưng mà sau này đập ra rồi xây lại mới. Dạ. Và cũng nhà thờ chính tòa này hồi xưa là nhà thờ Lạc Đạo này. Dạ. Hồi đó cũng của Pháp xây, giờ dạ, sau này là đập ra xây lại mới hết toàn bộ. Dạ. Dạ. Để con cảm ơn bác nhiều ạ. Để con cảm ơn ạ. Dạ. Dạ thì sau khi hỏi thăm bác xong mà Tisu mời cả nhà mình sẽ đi qua cái đường Đồng Khánh cũ ngày xưa, bây giờ mang tên là đường Trần Phú ạ. Tisu sẽ đi thật là chậm để cho cả nhà mình chúng ta cùng nhìn lại những con đường ngày xưa mình đã đi qua. Và mặc dù là cảnh vật đã thay đổi, nhà có thể là xây lại mới, nhưng mà một chút gì đó ở kỷ niệm cũ, Tisu là mong muốn gửi gắm đến cái tình cảm thân yêu từ thành phố Phan Thiết, muốn gửi đến tất cả các cô chú anh chị và các bạn đang xem chương trình. Kính chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe và luôn an lạc trong cuộc sống ạ. Mình đang đi ở trên đường Đồng Khánh. Ở trên đường này thì vào buổi tối là Tisu thấy là ngay góc cái đối diện chùa Phật Học này thì buổi tối có một cái hàng mì Quảng ngon lắm ạ. Ở ngay góc này nè, đông khách lắm. Rồi xa xa bên kia là có cái cửa hàng Hoành Thánh Mì cũng trên đường này luôn. Đó, ngay cái nhà màu vàng đó. Thì cả nhà mình nếu mà mình về Phan Thiết, mình muốn thưởng thức được những cái món ăn mà của Phan Thiết nấu lâu năm, thì Tisu biết là nấu cũng phải trên 20 năm á, là mình sẽ ghé vào để mình ăn, để thưởng thức. Đó, vào buổi sáng thì ở đây là có bán Hoành Thánh Mì nè, hủ tiếu Hoành Thánh Mì nè. Rồi ở cái căn nhà này thì Tisu thấy là bán từ nhỏ đến lớn, tới lúc Tisu nhỏ luôn á, là bán đậu đường á. Rồi đây là một cái căn nhà ngày xưa. Rồi ở đây á là bánh hỏi lòng heo Đồng Khánh, này cũng của bà bán cũng khá lâu rồi. Rồi hồi trước là có cái quán Thanh Lạc Trai này nè. Đó thì bây giờ họ vẫn bán đồ ăn chay, bán bánh mì chay, rồi bán cơm chay, phở chay, hủ tiếu chay. Đó, rồi cái bên xa thêm một vài căn nhà nữa thì ở đây cũng bán đồ chay. Cho nên nếu như mà mình về Phan Thiết á, mình muốn đi ăn chay thì mình có thể là ghé này vào buổi sáng. Buổi chiều họ vẫn bán, nha, buổi trưa thì họ nghỉ.
buổi trưa Tisu thế là họ nghỉ vào lúc khoảng 12 giờ đến 2 giờ là họ nghỉ trưa, không bán. Họ chỉ bán trong giờ ăn thôi, còn ngoài giờ ăn giờ nghỉ là họ cũng đi ngủ chứ không có bán luôn tuần thời gian. Đây mình đang đi trên đường Đồng Khánh nè. Đường này là đường hai chiều cả nhà mình ạ. Theo như lời chú khi nãy hỏi, Tisu hỏi á, là mình đi từ cái đường Đồng Khánh, mình đi qua cái góc ngã góc cây xà cừ lớn đây nè, là đến chợ Phan Thiết, rồi cái là đi vào thẳng là đường Gia Long ngày xưa, bây giờ đổi tên là đường Nguyễn Huệ đó ạ. Đường này là đường một chiều, cấm ô tô đi vào á, cái xe máy thôi, xe máy đi vào. Và trên đường này Tisu thấy có rất là nhiều thợ ổ khóa mà cũng lớn tuổi rồi, cho nên là chắc là công việc của họ ngồi ở tại chợ này là khá là nhiều năm. Và hồi lúc trước có mấy bác thợ giày cũng ngồi ở đây, nhưng mà giờ chắc là buổi sớm cho nên họ chưa có dọn hàng. Bây giờ mới có 6 giờ rưỡi sáng thôi cả nhà mình ạ. Tisu muốn quay thật là chậm, chậm rãi và thả được cái cảm xúc của mình khi quay cái cảnh để mà giới thiệu cho cả nhà mình vào cái trời sáng như thế này. Chứ lát nữa tầm trưa là nắng lên mình đi quay á, thì nó sẽ nắng rồi mình sẽ chạy vội thì cả nhà mình không có cảm nhận được cái cảnh của quê hương mình. Mình đang đi trên đường Gia Long ạ. À, đây là cái chợ Phan Thiết, họ cũng mới xây lại rồi, không còn cái chợ cũ nhưng mà vẫn ở vị trí này. Các căn nhà ở đây thì Tisu thấy là họ xây lại mới hoàn toàn, chứ còn ngoài nhà cổ nhà xưa thì chỉ còn một vài căn thôi. Ở trên đường Nguyễn Huệ hay là đường Gia Long ngày xưa đó, thì ở đây nè, buổi chiều thì họ có bán mì quảng vịt heo ngay cái góc này, rồi vào buổi chiều tối đó cả nhà mình, rồi trước cái tiệm bánh mì Mỹ Vũ này nè, và họ sẽ bán cái món cháo ghẹ rồi bánh canh cũng ngon lắm. Để bữa nào là Tisu sẽ đi vào buổi tối quay để giới thiệu cho cả nhà mình, để khi mà mình trở về Việt Nam đó, mình ghé về Phan Thiết thì mình sẽ ghé lại đây ăn những cái món ăn mà gọi là món ăn đường phố, nhưng mà ăn đúng cái hương vị và chất của Phan Thiết mình, ăn không có lẫn vào cái nơi nào cả. Tại vì Tisu đi tung tăng chỗ này chỗ kia cũng khá là nhiều, cũng ăn nghĩa là ở đâu mà có món ăn là mình đều thử để cảm nhận được cái món ăn đặc trưng của miền quê, ở những cái quê hương tỉnh rồi những cái nơi khác nhau đó. Thì Tisu đi ăn như vậy thì mình thấy là chỉ có ở Phan Thiết là mình có những cái cũng tên gọi đó, nhưng mà cái hương vị mình nấu nó sẽ là khác. Dạ, thì ở đây là gần cuối cái con đường Gia Long rồi ạ. Ở cả nhà mình nhìn thấy là nhà cũ ngày xưa nhưng mà không còn nữa đâu, họ sửa lại hết rồi, họ xây lại rồi, không còn nhà cũ nữa. Đó, thì khi mà mình đi đến đây á, là mình sẽ ra lại cái con đường con đường này là con đường Nguyễn Thị Minh Khai. Đó, đây là bữa sáng họ bán chợ nè. Thì hổm Tisu có quay cái chợ này gọi là cái chợ sỉ đó, thì mọi người đổ đồ sỉ về đây bán. Đó, có nhiều người hỏi nghe cái tên chợ sỉ lạ quá, thì Tisu nghe mọi người đi buôn chợ họ gọi vậy nên là Tisu cũng gọi theo. Đó, thì khi mà mình đi hết con đường Gia Long, mình đi qua con đường này thì mình sẽ nhìn thấy được cái cầu quan ngày xưa. Dạ thì bây giờ cái con đường mới á, cả nhà mình, ví dụ như bên này là đường chỗ Nam Thành Lầu nè, bây giờ tên là đường Nguyễn Thị Minh Khai, nhưng mà Tisu hỏi thăm á, thì mọi người nói là tên đường là Nguyễn Du. Còn ở bên tây mặt của Tisu nè, đang đứng nhìn ở đây nè, đó, mọi người đang bán chợ sáng nè. Ở đây có cơm tấm, giao hàng tận nơi, cơm tấm 29. Thì ở bên cái đường này á, lúc trước là đường Trần Quốc Toản, bây giờ lúc trước tên là đường Nguyễn Văn Thành nè. Thì dạ thì hồi nãy Tisu hỏi con đường bên kia á, thì có một cô nói là đường
Nguyễn Thị Minh Khai lúc trước tên là Nguyễn Du, nhưng mà Tisu hỏi thêm một vài người nữa nói là không phải, mà Tisu chưa có tìm được lại cái con đường Nguyễn Thị Minh Khai ngày trước, thì khi nào có Tisu sẽ cập nhật để giới thiệu đến tất cả các cô chú anh chị và các bạn đang xem chương trình ạ. Tisu hỏi vòng vòng ở đây thì các cô các chú cũng lớn tuổi, tầm 75-80 tuổi trở lên thì ở đây còn rất là ít ạ. Chỉ có một vài người thôi, cho nên là nhiều khi là hỏi thì họ cũng không có còn nhớ kỹ nữa. Cho nên là Tisu sẽ dần dần hỏi lại và cập nhật để chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn đang xem chương trình. Và chúng ta đang đi trên đường cầu Quan, cầu sắt hay là cầu gỗ ngày xưa. Tisu có đọc một cái vài cái nhật ký của các cô chú lúc trước ở Phan Thiết đó, là ở trên cầu gỗ, ví dụ như là chỉ có một người mà giả bộ mà cúi xuống đó là cài cái dây giày thôi là coi như là nguyên một cái đòn ở phía sau là sẽ bị ùn tắc lại. Thì Tisu cũng chưa có trải qua được cái cảm giác đó, nhưng mà đọc lại những cái hồi ký của mọi người thì Tisu cảm thấy rất là vui ạ. Và mình đã đi đến lại cái con đường Lê Hồng Phong. Dạ thì đi để trở về, Tisu đã trở về lại ở cái tháp nước của Phan Thiết, hay còn gọi là cái tháp nước, hay còn gọi là cái đài phát thanh ngày xưa, để mà báo hiệu cái còi tàu đến cho cái còi để cho mọi người, xin lỗi không phải còi tàu, cái còi để báo hiệu cho mọi người cái giờ đi làm và giờ đi về. Thì bây giờ cũng là như vậy ạ. Thì trước mặt mình đang ở trên đường Lê Hồng Phong, thì đường lúc trước cũng tên là đường Nguyễn Hoàng. Thì hôm trước Tisu đã có clip chia sẻ về cái con đường này rồi. Thì Tisu cảm ơn trân trọng của chú anh chị và các bạn đã dành thời gian xem video clip cho đến cái thời điểm này. Cảm ơn cả nhà mình, và Tisu xin gửi lời chào sức khỏe đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đang xem chương trình ạ. Và hẹn gặp lại những video lần sau.